SUV cỡ C mới của Hyundai chính thức lộ diện trước ngày ra mắt, xe có kích thước nhỏ hơn Tucson. Hyundai Mufasa sẽ chính thức trình làng tại triển lãm ô tô Thượng Hải 2023 khai mạc vào ngày 18 tháng 4 tới đây. Trong tháng 3 năm 2023 vừa qua, hãng Hyundai đã vén màn mẫu xe concept mang tên Mufasa Adventure tại Trung Quốc. Đây vốn là phiên bản concept của mẫu xe thương mại Hyundai Mufasa dự kiến sẽ chính thức trình làng tại triển lãm ô tô Thượng Hải 2023 khai mạc vào ngày 18 tháng 4 tới đây. Trước thềm triển lãm ô tô Thượng Hải 2023, liên doanh Beijing Hyundai đã tung ra những hình ảnh chính thức đầu tiên của Mufasa mới. Mẫu xe này được xem như kẻ kế nhiệm của Hyundai iX35 từng bán song song với Tucson tại thị trường Trung Quốc. Tương tự iX35 và Tucson, Hyundai Mufasa cũng là SUV cỡ C, được phát triển dựa trên cơ sở gầm BIGMV của hãng Hyundai. Mẫu xe này sở hữu chiều dài 4.475mm, Chiều rộng 1850 mm, chiều cao 1665 mm và chiều dài cơ sở 2 2680 mm. So với đàn anh Hyundai Tucson, Mufasa ngắn hơn 155 mm, hẹp hơn 15 mm, thấp hơn 30 mm trong khi chiều dài cơ sở kém 75 mm. Là sản phẩm mới đầu tiên được tung ra dưới kế hoạch có tên New Plan 2025 của liên doanh Beijing Hyundai, Mufasa được áp dụng phong cách thiết kế hoàn toàn mới ở khu vực đầu xe Mẫu SUV cỡ C này được trang bị lưới tản nhiệt hình chữ H đối xứng, với mắt lưới hình học sơn màu đen bóng. Hai bên lưới tản nhiệt là dài đèn LED định vị ban ngày Parametric dù ổ tương tự Hyundai Tucson. Trong khi đó, cụm đèn pha chính bao gồm ba bóng LED nằm dọc và được đặt ở hai góc đầu xe. Đèn pha còn nối liền với khe gió hình tam giác màu đen bên dưới. Điểm nhấn tiếp theo trong thiết kế của Hyundai Mufasa là cản trước thể thao, tách rời với lưới tản nhiệt bằng nẹp màu đen bóng trên cản trước còn có hốc gió, trung tâm hình thang, nằm giữa hai tấm ốp nhựa với thiết kế hình học. Chính giữa hốc gió trung tâm là hộp chứa các cảm biến, hỗ trợ hệ thống trợ lái nâng cao ADAS của xe. Ở bên sườn, Hyundai Mufasa được trang bị những đường dập gân, và cắt xẻ sắc xảo vốn là đặc trưng của thương hiệu Hyundai. Thêm vào đó là nẹp hốc bánh và nẹp sườn bằng nhựa màu đen, ốp màu bạc tối bên dưới cửa, ba gờ nóc nổi bật cũng như bộ vành hợp kim đa chấu thể thao ốp gương chiếu hậu và các cột của xe đều được sơn màu đen, tạo hiệu ứng nóc trôi nổi cho Hyundai Mufasa. Điểm nhấn ở khu vực phía sau chính là cụm đèn hậu LED nối liền với nhau, tạo thành hình bầu dục và bao quanh tem chữ nổi Hyundai. Thiết kế này khá giống với đàn anh Hyundai Santa Fe hiện đang bán tại Trung Quốc. Ngoài ra, xe còn có cản sau bắt mắt với hai tấm ốp màu đen, tạo sự tương đồng với cản trước, tích hợp đèn phản quang nằm ngang. Dưới cản sau là tấm ốp gầm giả bộ khoách tán gió ống xả của xe được giấu kín, tạo sự gọn gàng cho đuôi xe. Hiện hãng Hyundai chưa công bố hình ảnh nội thất của Mufasa mới. Tuy nhiên, hình ảnh chụp xe chạy trên đường thử cho thấy mẫu SUV cỡ C này được trang bị nội thất khá đặc trưng của thương hiệu Hyundai. Bên trong Hyundai Mufasa là vô lăng vắt đáy với thiết kế tương tự Tucson và Elantra. Bên cạnh đó là bảng đồng hồ kỹ thuật số được gộp chung thành một khối, với màn hình cảm ứng trung tâm. Chưa hết, Hyundai Mufasa còn có hệ thống điều hòa điều khiển bằng cảm ứng, nút bấm chuyển số, phanh tay điện tử và ghế bọc da với viền màu đỏ thể thao. Hệ truyền động của Hyundai Mufasa tại thị trường Trung Quốc là động cơ xăng 4 xi lanh, hút khí tự nhiên, dung tích 2.0 lít, cho công suất tối đa 161 mã lực. Hiện chưa rõ sau Trung Quốc, Hyundai Mufasa có được bán ở những thị trường khác hay không. Video đến đây là hết. Nhớ bấm like và đăng ký kênh. Để cập nhật tin tức và video mới nhất tại thế giới xe 360.